Chào mọi người ha, đã 2 tuần rồi mình không có ra video mới rồi. Xin lỗi mọi người là dạo này công việc gia đình mình hơi bận á. Vợ mình vừa mới sinh thêm một em bé nữa. Hiện tại thì bây giờ mẹ tròn con vuông rồi. Nhưng mà mình phải lo chăm sóc cho vợ con á, nên không có thời gian để làm ra video mới. Thì mình cũng mong mọi người hết sức thông cảm cho mình ha. Nhân đây thì mình cũng đang tổ chức một cái mini game nhỏ nhỏ. Mọi người nếu mà xem video vào tối nay hoặc là kéo dài tới ngày mai thì có thể tham gia và nhận rất là nhiều cái phần quà ha. Đây là những phần quà mà mọi người có cơ hội có thể nhận được nè. Nó là những cái phần quà gì và nó đến từ ai thì mời mọi người cùng xem video ha. Rồi, mọi người nhớ tham gia tại group Facebook Hội Yêu Đá Quý nha. Rồi, tạm biệt mọi người nha. Hẹn mọi người trong thời gian tới ha. Chào mọi người ha. Mọi người nhìn poster thì cũng đã biết là lực lượng tham gia ngày hôm nay hùng hậu, quy mô và chuyên nghiệp như thế nào. Hôm nay có 5 khách mời thì tới 4 người là lần đầu tiên họ sản xuất những cái nội dung tương tự giống như vậy. Tức là họ cũng đã trải qua những cái khó khăn, những cái ngại ngùng, những cái vấp váp khi mà trò chuyện. Rồi, bây giờ cùng xem họ là ai, họ sẽ kể những cái câu chuyện gì và họ đem đến những món quà gì cho chúng ta ngày hôm nay nha. Rất vui được góp mặt trong mini game lần này. Mình xin tự giới thiệu bản thân một chút. Mình tên thật là Thu, nhưng mọi người hay gọi mình là Mèo. Mình cũng xin gửi lời chào chính thức với tư cách là thành viên ban quản trị Hội Yêu Đá Quý nhiệm kỳ 24-25. Chúc tất cả các thành viên của Hội Yêu Đá Quý với 100.000 thành viên, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và nhanh chóng sở hữu được một bộ sưu tập thật nhiều, thật đẹp những loại đá quý trên khắp hành tinh này. Mình hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Công việc hiện tại của mình là kinh doanh trang sức đá quý. Mình đã làm công việc này được khoảng hơn 10 năm. Trước đấy thì mình đã học một nghề khác và làm trong một lĩnh vực hoàn toàn khác trong khoảng 8 năm. Sau đó thì mình nghỉ để chuyên tâm theo đuổi cái đam mê trang sức, đam mê đá quý và to lớn hơn là đam mê cái đẹp của mình. Để chia sẻ về cái đam mê đá quý, đam mê trang sức của mình, mình xin được giới thiệu các bạn một cái khởi nguồn đầu tiên, một trong những cái khởi nguồn đầu tiên mà mình đến với cái lĩnh vực này từ khi mà mình còn rất là trẻ. Đây là một bộ sưu tập khoáng vật, hay còn gọi là bộ sưu tập đá, có nguồn gốc Việt Nam do Tổng hội Địa chất phát hành vào một năm rất là lâu rồi, chắc là khoảng trước những năm 2000. Thì mẹ mình được tặng cái bộ sưu tập này. Các bạn có biết không, ngày đấy khi mà nhìn vào bộ sưu tập này thì cảm giác nó vi diệu lắm. Khi nhìn thấy sao trên đời lại có thể có những viên đá màu mà nó đa dạng, lung linh và nó khó tả lắm. Vì cái thời đấy chưa ai được tiếp xúc với đá màu cả. Cùng lắm là mình nhìn thấy trên tạp chí thôi. Hoặc là mình chỉ biết được một loại đầu tiên vào năm mình học lớp 8. Là mẹ mình mua được một viên peridot khi đi công tác thành phố Hồ Chí Minh. Và khi mình đeo mình đã cảm thấy rất là hãnh diện rồi. Vì chưa ai biết đến nó cả. Chắc đối với người Việt Nam, cái khái niệm về đá màu, đá quý rất là sơ khai. Nhất là khi mình sống ở Đà Nẵng, khi mà chính xác là mẹ mình được một bác ở trong ngành địa chất tặng cái bộ mẫu này, thì hai mẹ con đã về mân mê và rất là say sưa với nó, tìm mọi tài liệu có thể đọc được để đọc về đá quý. Và sau đấy thì cái đam mê nó mới lớn dần lên theo thời gian. Và thực sự là cái đam mê này nó đã mang đến cho mình nhiều thứ, đưa mình đi rất nhiều nơi, có một cuộc sống mình thấy là happy. Để chia sẻ cái lửa này cho các bạn, chia sẻ lan tỏa đam mê này, thì nhân dịp được mời làm nhà tài trợ trong mini game, mình xin được tặng một trong những người thắng giải của mini game này một bộ sưu tập khoáng vật Việt Nam. Bộ này gồm 16 viên, tất cả đều có xuất xứ Việt Nam. Xin tặng các bạn, hy vọng là các bạn sẽ nhớ mình. Và khi nhận được món quà này, các bạn sẽ có cảm giác hạnh phúc khi mà mình lần đầu tiên nhìn thấy cái, như mình lần đầu tiên nhìn thấy cái bộ sưu tập khoáng vật mà mình đã được tặng hơn 20 năm trước. Xin chào các bạn và hy vọng là chúng ta sẽ hiểu nhau nhiều hơn trong một nhiệm kỳ tới. Chúc mọi người thật nhiều niềm vui. Xin chào mọi người, em là Teng. Hiện
tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Công việc chính thì chủ yếu là giao lưu, sưu tầm các loại đá quý. Chắc là nhiều người ở trên hội, mọi người, anh chị đều biết đến em qua các phiên chợ tình rồi. Mọi người ở Hà Nội có thể ghé giao lưu với em. Hôm nay em rất vui được anh Long đã mời tham gia minigame với tư cách là nhà tài trợ. Em có mang đến cho mọi người một set Ruby và Sapphire. Viên chủ là Ruby 4.5mm và 16 viên Sapphire hạt thóc nha. Mọi người có thể làm nhẫn và mặt dây chuyền đều rất là xinh, đủ các màu luôn. Chúc mọi người may mắn giành được phần quà của minigame. Rất cảm ơn ban quản trị và hội đã mang đến cơ hội giao lưu và làm quen với rộng rãi với mọi người. Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người ạ. Lần thứ hai tham gia minigame thì mình cứ nghĩ là nó sẽ đỡ hồi hộp hơn cơ, nhưng mà hóa ra là nó đỡ hồi hộp hơn thật. Chỉ là cái câu chuyện lựa chọn cái quà gì để gửi tặng tới mọi người ấy, thì vẫn làm mình suy nghĩ rất là nhiều. Làm mình nghĩ sụt cả cân luôn, từ 51 cân mà bây giờ chỉ còn 52 cân thôi ấy. Và đây chính là món quà mà được lựa chọn ngày hôm nay. Ta-da! Món quà này thì bao gồm 3 món nha mọi người. Bao gồm một cái khay đá như thế này ạ. Một cái khay đựng đá theo size như thế này. Và một cái xúc đá. Quan điểm của mình là dù có ít đá đi chăng nữa thì đồ nghề của chúng ta vẫn phải đầy đủ. Không phải là chỉ để chụp ảnh cho đẹp đâu ạ, mà còn để tiết kiệm thời gian này và tránh những cái rủi ro không cần thiết. Thay vì làm việc ở trên bất kỳ bề mặt nào ấy, thì chỉ cần một tờ A4 thôi là các bạn có thể tạo ra một cái diện tích làm việc có độ cứng ổn định này, màu sắc trung tính, dễ dàng quan sát, tránh để lẫn đá vào các cái vật dụng khác. Khi nào giấy bẩn ấy, thì chỉ cần thay tờ giấy mới, thế là xong. Món đồ này tưởng dễ kiếm mà cuối cùng ở Việt Nam mình không thấy ai bán nha, thành ra lại phải đặt về. Nếu cần lựa đá theo size thì phải làm thế nào ạ? Đừng lo, một chiếc khay đá theo size như thế này sẽ giúp bạn. Và cuối cùng ấy, một chiếc xúc đá sẽ giúp bạn tiết kiệm rất là nhiều thời gian. Thôi thì của ít nhưng mà lòng vòng nhiều ấy, mình hy vọng là các bạn sẽ thích món quà này của mình. Chúc các bạn yêu đá quý thật là vui nhé. Xin chào các bạn, mình là Vũ Châu. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại mình là founder của công ty Quỳnh Game Store. Mình rất vui khi được anh Long mời đến Minigame lần này với vai trò là nhà tài trợ. Mình có một phần quà dành tặng cho các bạn, đó là một cặp granite xanh samurai màu nước mọt. Chúc mọi người may mắn giành được chiến thắng trong mini game lần này. Cảm ơn hội và anh Long đã tạo điều kiện để mình đến đây giao lưu và kết nối cùng các bạn. Chúc hội ngày càng phát triển và thành công hơn. Hẹn gặp các bạn ở mini game lần sau. Xin chào quý anh chị và các bạn trong hội yêu đá quý. Mình là Dương, hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại Thanh Hóa. Công việc chính của mình là kinh doanh trang sức đá quý và vật phẩm đá phong thủy. Mình đã tốt nghiệp khoa tìm kiếm thăm dò và khoáng sản của trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội. Nhưng thực sự tham gia vào hội của mình thấy bản thân giống như một hạt cát giữa sa mạc vậy. Thật nhỏ bé trước lượng kiến thức của các anh chị. Hôm nay được anh Long Dâu Tây mời tham gia chương trình mini game với một tư cách là một nhà tài trợ. Mình xin được góp vui với hội một phần quà nhỏ nhỏ, đó là một viên tourmaline xanh lục đến từ An Phú Yên Bái nặng 3.9 carat và một viên tourmaline hồng 1 carat đến từ Pakistan. Chúc mọi người may mắn và giành chiến thắng, giành được những phần quà rất là ý nghĩa trong mini game lần này và hẹn mọi người ở mini game tiếp theo. Cảm ơn hội đã tạo một sân chơi rất là bổ ích cho các anh chị em yêu đá khắp mọi nơi, cũng như mình có cơ hội được làm quen, giao lưu và giới thiệu bản thân đến với tất cả mọi người. Xin chào cả nhà. Đá quý đã mang lại cho Thu rất nhiều điều, nhưng lại lấy đi của Long tất cả. Rồi, lần này sẽ có một chút thay đổi. Vì các món quà của các nhà tài trợ quá đẹp và chỉnh chu nên mình cũng không nỡ khui ra cân. Sợ là mình khui ra xong mình xếp lại nó không có được đẹp như vậy á. Nên là hôm nay chúng ta sẽ dự đoán trọng lượng của một món khác. Mọi người đang thấy trên màn hình là một viên Malakai hay còn gọi là đá Long Công á. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dự đoán trọng lượng của cái viên đá này ha. Lần này đơn vị hợp lệ sẽ là tính theo gam nha mọi người. Rồi, Long mời mọi người cùng tham gia, chúc cho mọi người sẽ giành được chiến thắng nha. Kết quả sẽ được công bố sau khi mini game kết thúc. Thời gian kết thúc của mini game này là 22 giờ ngày mùng 1 tháng 11 năm 2024. Một lần nữa Long xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị đã tham gia tài trợ và quan trọng hơn là đồng ý tham gia trong chuyên mục mini game của Long ha.